Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay có anh nhắn tin cho em hỏi là nên mua camera hay là dùng điện thoại, thì theo em nghĩ thì mọi người nên cứ sử dụng điện thoại của mình cũng được, vì hạn chế nhất cái việc là mình đầu tư ra, vì cái việc làm YouTube này là cái công việc đường dài chứ không phải là một sớm một chiều mà nó có thể thành công được ngay. Đấy thì mình nói chung là hạn chế chi phí mức ban đầu. Còn những ai mà có điều kiện thì có thể sắm luôn cũng được, không sao. Vì nó sẽ giúp cho mình có những cái chất lượng hình ảnh nó tốt. Và nói chung là có đầu tư thì nó cũng sẽ có sớm có cái thu hoạch tốt hơn. Này, còn thì vấn đề này được nói là chỉ cần là mọi người cứ cố gắng, và cái thứ hai nữa là đều đặn và chăm chỉ, kiên trì. Đấy thì mọi người sẽ đạt được cái thành công sớm nhất. Và mình không nói là cái thời gian bao lâu để thành công, thế nhưng mà mọi người cứ cố gắng, có thể nhanh có thể 1 tháng 2 tháng, lâu có thể 1 năm 2 năm. Đấy, đây là cái câu chuyện là làm YouTube là câu chuyện làm đường dài chứ không phải là một sớm một chiều mà có thể thành công được. Đấy thì mình cũng muốn chia sẻ là vì vừa kết hợp lái xe thì mình quay các cái video về đi đường, về các cái tình huống bất ngờ, rồi nói chung là các cái địa danh địa điểm mình chở khách đến cái khu du lịch nào đó thì mình tranh thủ mình review lại cái khu vực đó rồi mình đăng lên, thì cũng là cái cách để mình tương tác với cả khách hàng rồi và tương tác với người xem khán giả cho mình. Đấy thì mình cũng không mất cái gì, mình cũng chẳng phải đầu tư cái gì, thì cứ đăng thế thôi. Khi mà có lượng khách nha, lượng khán giả quen thì lâu lâu dần mình làm dần nó quen, thì lúc đó mình cảm thấy cần phải nâng cấp thì nâng cấp sau, không sao. Đấy, đây là mình muốn chia sẻ những cái cách làm đơn giản nhất để cho mọi người tham khảo và tiết kiệm chi phí nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Mọi người mà thấy video này hay, hữu ích thì hãy cho mình xin một like, một subscribe kênh để cùng nhau đón xem những cái chia sẻ hữu ích, hoặc là cùng nhau trao đổi những cái gì đó liên quan đến kênh, giúp cho kênh sớm phát triển và đặc biệt là sớm gặt hái được các cái thành công mới nhất. Đấy, xin chào tất cả mọi người nhé.